Bây giờ là đóng cửa luôn rồi. Bạn chỉ thấy bên trong không? Một thời em chạy ngang đây em thấy rất là hoành tráng luôn. Trên cái con đường gọi thì xấu này, thiền vương này đó, em thấy nhiều cái nhà mà người ta để trống không ở lắm nha. Đa số là những cái căn nhà xưa, căn biệt thự rồi đó. Đây là giò chả Phú Hương chính hiệu của bác anh chị có hay ăn ở đây. Cái nhà này cho thuê này, cái có cái nhà tài tòi ngay chính giữa. Nhà cho thuê nguyên căn, cái căn nhỏ xíu này của bác anh chị. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Lê Văn Duyệt ngày hôm nay thuộc khu vực Bình Thạnh, Gia Định năm xưa, phía trước là lên cầu Bông qua Đa Cao, Tân Định. Sau lưng của em sẽ đi về chợ Bà Chịu và Lăng Ông trên con đường Phan Đăng Lưu, tức là con đường Chi Lăng. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 34 độ C vào lúc hôm nay là bây giờ là 10 giờ 15 phút. 10 giờ 15 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024 24 của anh chị. Nhiệt độ ngoài trời đang là khoảng chừng 34 độ C và khoảng 93 độ F mà chỉ mới có 10 giờ hơn thôi. Cô bác anh chị thấy một chút nữa tới 11, 12, 1 giờ trưa là cái nhiệt độ sẽ lên gần 40 độ, rất là khủng khiếp luôn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị đi trên con đường Võ Thị Sáu nha, tức là con đường Hiền Vương năm xưa. Chúng ta cập nhật cái giờ cao điểm của Sài Gòn, mình đi về hướng công trường Dân Chủ và tiện thể nhìn lại một vài cái hoạt động làm ăn kinh doanh của con đường Võ Thị Sáu Hiền Vương. Ai đi ngang qua cái cầu Bông rớt xuống sông ướt cái quần ni lông. Bây giờ hình như là không có nghe ai hát nữa đâu cô bác anh chị. Lâu lâu em lại đi ngang cái cầu Bông này và nhắc lại vui vui một chút những cái câu ngày xưa mà bây giờ nhiều khi không nghe nữa. Cầu Bông. Đối với em thì con đường Võ Thị Sáu này ngày hôm nay đó, con đường Hiền Vương năm xưa, và nó là một con đường rất là quen thuộc từ khi mới vào Sài Gòn rồi, chứ không phải đến bây giờ. Mới vào Sài Gòn em vẫn luôn luôn chọn cái con đường Võ Thị Sáu này là cái con đường mà đi từ mé Bình Thạnh, Gò Vấp đi vào trung tâm đó. Ngoài ra còn có những con đường như là đường Phan Đình Phùng, tức là Võ Duy Huy. Ngày hôm nay thì đường xá thay đổi cả cảnh vật, thay đổi cả tên. Ví dụ như con đường em đang đi đây, nó là con đường Hiền Vương năm xưa. Trên con đường này thì có là đền thờ Đức Thánh Trần nè, có La Sang Hiền Vương, có công trường Dân Chủ. Những cái vị trí quen thuộc với cô bác anh chị. Ở đây là vịt quay Huỳnh Ký nha. Bên trái là Nguyễn Huy Tự, bên phải là Trần Quang Khải. Bên trái về chùa Ngọc Hoàng, Du Đạo Quang Trung nè, viện Du Đạo Quang Trung nè. Còn bên phải thì về hướng của trường Văn Lang, Việt Nam Học Đường đó. Còn ngay phía trước đây là rạp Casino Đa Cao đó, và chợ Hiển Khánh. Mà chợ Hiển Khánh thì bây giờ không còn, chỉ còn cái rạp Casino Đa Cao đây. Bây giờ thì nó thành cái chỗ đó, phơi bánh mì, phơi cơm công nguội. Rồi ngay cái vị trí này là con đường Đinh Tiên Hoàng, thưa cô bác anh chị. Trời Sài Gòn rồi bây giờ nắng đổ lửa luôn. Đường Đinh Tiên Hoàng ha. Bên phải thì có con đường Nguyễn Phi Khanh đi về khu Trần Quang Khải luôn. Rồi em mời cô bác anh chị đi vào con đường gọi thì xấu nha, con đường Hiền Vương năm nào. Con đường này ngày hôm nay thường cũng hay kẹt xe và nó hay kẹt ở hai cái vị trí, đó chính là ngay cái ngã tư đường Hai Bà Trưng với khu vực công trường Dân Chủ, thưa cô bác anh chị. Bên tay trái của em sắp tới ở đây là công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay. Năm xưa đó là cái nghĩa trang Mạc Định Chi, đất Thánh Tây đó. Bên tay trái của em ở đây thì có một cái nhà em thấy không có người ở, cũng cũ lắm rồi. Bên trong như có cây, bên này cái gì, cây xoài hay cái gì, trái nhỏ nhỏ xíu à con bác anh chị.
Đó, cái ngôi nhà như thế này. Khu vực này thì là quận 3. Ở đây là quận nhất chứ không phải là quận 3 thôi các bác anh chị. Qua bên kia nó mới là quận 3. Nhưng mà cái vị trí này bắt đầu là rất là hay có những cái căn biệt thự ha, biệt thự nghỉ dưỡng đó. Từ cái thời Pháp. Ví dụ như ở đây cũng là một cái căn biệt thự nè. Ban ngày thì người ta đóng cửa, ban đêm thế là một cái quán tiệc tùng trọn gói ha. Chạy một chút trên con đường kỷ niệm này, nhiều nhà cũ nhà xưa lắm nha. Đây là đền thờ Đức Thánh Trần. Đền thờ Đức Thánh Trần ngày hôm nay đây cô bác anh chị. Con đường sát bên đây là hình như là con đường Lý Văn Phúc đó. Rồi sát bên đây là Lý Văn Phúc. Lý Văn Phúc. Rồi bên trái đối diện với Lý Văn Phúc sẽ là con đường Phan Liêm, chạy qua hướng của đường Phan Thanh Giản mà ngày hôm nay là Điện Biên Phủ đó. Đây là phía sau của cái nghĩa trang Mạc Định Chi. Và ngày hôm nay nó là công viên Lê Văn Tám. Đây cái nón, đây xe bán nón. Rồi, đây anh bán nón, nón xuất khẩu xả 25.000 cái. Trời ơi, chợ xe hơi đi bán nón. Ngày hôm nay làm ăn buôn bán nó khó khăn lắm cô bác anh chị. Người ta phải thay đổi, thay đổi rất là nhiều cái hình thức kinh doanh. Thế còn mà vẫn giữ giống như ngày xưa mà để ở tiệm bán thì thôi, không có được nữa đâu. Ở đây chúng ta có con đường Thạch Thị Thanh nha, là con đường Lý Trần Quảng năm xưa về khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu đó, Trần Văn Thạch đó. Rồi bắt đầu em sẽ đi xuống hướng ngã tư đường Hai Bà Trưng. Đó cô bác anh chị thấy dòng xe là bắt đầu đứng chậm chậm từ đây rồi nè ha. Đó, Hai Bà Trưng. Ở dọc đường thì cô bác anh chị thấy không, xe ôm rất là nhiều luôn, mênh mông miên man. Bên trái của em là cái nghĩa trang Mạc Định Chi, cái vị trí bên đường Hiền Vương gọi vị 6. Hai bên người ta buôn bán cũng nhộn nhịp ha. Giá thuê ở đây cũng đắt đỏ lắm đó có bác anh chị. Cũng nhất mà trên con đường Võ Thị Sáu Hiền Vương này nữa thì khỏi nói rồi. Ở đây là nhà cho thuê nhưng mà chưa ai thuê. Góc ngã tư đường Hai Bà Trưng đây. Đây bán bánh bò thốt nốt 3 cái 10.000, khoai mì đậu xanh. Buôn bán bây giờ mới đi bán rong, rong rủi khắp Sài Gòn mới buôn bán được. Đây bán ít lá gai Bình Định 5 cái 20.000, ăn chay được. Ăn chay được cái bánh nhân đậu xanh. Đây có cơm tấm Hiền Vương này của bác anh chị. Hiền Vương nó còn cái tên đường cũ á, vui à, lâu lâu chạy dọc đường cái gặp lại những cái tên đường cũ. Đây cũng cho thuê cái nhà màu xanh không. Bên tay phải thì chúng ta về nhà thờ Tân Định lên cầu Kiệu qua Phú Nhuận.
Đó, bên tay trái thì chúng ta sẽ đi xuống công trường Mê Linh. Ở đây có cái nhà cho thuê nữa nè. Đây là bơm xe, khóa xe. Đó, còn đây là cái nhà cho thuê. Mới vừa đóng cửa hồi nào đây? Can Hy hả? Can Hy này không biết là cái gì, có thể là thẩm mỹ viện làm đẹp. Dừng lên một xíu nữa coi. Đó, có mấy anh chị thấy không? Xe cộ vẫn đông như bình thường ha. Rồi, mời cô bác anh chị tiếp tục đi. Lâu lâu đi ngang lại thấy rất là nhiều nhà cho thuê. Đó là tình hình làm ăn trên con đường này. Bên trái của em là đường Trương Quyền. Đây, cho thuê tiếp, thuê từ lưa luôn. Nhà này nhà cũ. Bên tay phải của em ở đây thêm căn nữa, học tùm lum hết trơn á. Đó, các bạn chị thấy không, tình hình làm ăn ngày hôm nay trên một cái con đường rất là nhộn nhịp. Bên tay trái của em là con đường Duy Tân, Phạm Ngọc Thạch về Hồ Con Rùa các bác anh chị. Còn bên phải của em sẽ là vào trường La Sang Đức Minh. La Sang Đức Minh. Rồi, mời cô bác anh chị đi tiếp tục về hướng công trường Dân Chủ nha. Đây có mấy cái nhà cũ cũ xưa đối diện với lại Martin 107 nè. Cái em có cái tiệm xe đạp Martin 107 rất là nổi tiếng luôn. Đây bán nước nhiều ha. Nhà cũ nhà xưa rồi bán nước rồi. Đây cái tiệm Martin xe đạp. Đó, xe đạp này có xe điện nữa ha. Bán xe điện nữa. Có một số cái nhà cũ như thế này, có bác anh chị nhìn lại kỷ niệm xưa. Giò chả Phú Hương chính hiệu. Bên trái của em ở đây có mấy cái vị trí nhà giống như là lâu đời lắm. Anh chị ha. Cái cổng rồi nó cũng hư hết trơn rồi. Trên cái con đường gọi thì xấu này, Hiền Vương này đó, em thấy nhiều cái nhà mà người ta để trống không ở lắm nha. Đa số là những cái căn nhà xưa, căn biệt thự rồi đó. Đây là giò chả Phú Hương chính hiệu. Các bác anh chị có hay ăn ở đây không? Tiếp tục là nhà cho thuê. Rồi ở đây là chúng ta tới ngã tư con đường Master và con đường Võ Thị Sáu ngày hôm nay. Đây là viện Master các bác anh chị, bên phải của em đó. Cái xe này, cái xe đi tưới nước bị hư rồi sao hết chạy rồi mà còn chạy được, bơm mở máy bơm. Đây là cái bức tường của viện Master đây. Chỗ này phải ở đây con đường Công Lý đó, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày hôm nay nha, là cô bác anh chị sẽ đi lên hướng của cầu Công Lý và về phi trường. Đây có một chỗ bán bánh khoai mì. Bánh khoai mì bán vậy thôi á, đủ nuôi sống cả nhà nó có bán gì. Trời nắng quá trời luôn.
quẹo trái thì chúng ta đi xuống trung tâm Sài Gòn luôn nhé, còn phải thì lên cầu Công Lý và phi trường. Đây con đường quen thuộc đây, lên hướng lên cầu Công Lý các anh chị. Showroom này ở đây giờ cũng dời rồi ha. Bên tay trái của em có một cái công viên nhỏ nhỏ, nhà thiếu nhi thành phố. Đây là cái phủ phó tổng thống năm xưa này các bác anh chị. Mặt tiền là đường Công Lý đó, rồi hai bên hông là đường Tứ Xương và đường Hiền Vương này. Đất này có cái nhà rất là cũ, vị trí này em nhớ ngày xưa hay chợ, có một lần chú Khuê về đây đó, chở chú Khuê về đây. Nhanh quá, lai quay cũng hơn năm rồi. Những cái nhà cũ xưa ở phía trong thay đổi rất là nhiều ha. Bên trái của em sẽ là con đường Lê Quý Đôn nha. Đấy, cho thuê nhà này, cho thuê nhà đó. Bên trái sẽ là Lê Quý Đôn về hướng của đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là Hồng Thập Tự đó. Ở đây là cái khu nhà hàng ăn uống rất là sang trọng của đường Lê Quý Đôn. Đây có một cái nhà hình, cái hình nó còn như quả địa cầu á, khu vực của phủ phó tổng thống năm xưa đó cô bác anh chị. Chụp ngoài ha. Đây là bán mấy cái chum đồ ngâm rượu, rồi mấy cái chai rượu, muốn tìm mấy cái chai rượu xịn đó cô bác anh chị, ra đây kiếm có hết nha. Sành sứ rồi nè, có nhiều người thích sưu tầm mấy cái chai rượu quý. Đây con đường Lê Quý Đôn được bán chum vải sành sứ. Ba mẹ em cũng thích sưu tầm mấy cái chai rượu quý, mấy chai rượu Tây rồi đó, nhìn cái chai nó xịn đó. Wow, trời đã nắng quá trời nắng luôn. Này mà phơi đồ, phơi lúa, phơi hột điều, hột đào rồi chứ. Đây là nơi thờ phượng trang nghiêm, sang bên trong có cái tượng thánh giá. Ồ, bây giờ em mới phát hiện ra nha, xưa giờ không biết cái khu này. Cô bác anh chị đó, có cái nhà cũng cũ này, rồi sát bên có cái villa này đó. Bây giờ em mới biết cái khu này, bây giờ không để ý. Đây cũng có một cái villa to lắm các anh chị, sau cái tán cây đó. Khu này là quận 3, rất là nhiều cái villa đó ở đây này. Ngày xưa cái nhà hàng Hương xưa rồi, héo luôn rồi, hết hương này. Nhà hàng Hương xưa này các anh chị, bây giờ là đóng cửa luôn rồi. Các anh chị thấy bên trong không? Một thời em chạy ngang đây em thấy rất là hoành tráng luôn, mà bây giờ là bỏ chạy, bên trong không còn một cái gì hết. Thời buổi làm ăn rất là khó khăn. Đây là một cái mặt bằng rất là rộng. Sát bên ở đây thì có một cái villa rất là đẹp, cũng mới làm lại phía ngoài, lớp ốp đá rồi gì cũng đẹp nè. Biết là của ai đây, có mấy cái villa luôn. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã chuyển đến địa chỉ 35 Hồ Học Lạm, phường An Lạc. Đề nghị công dân có nhu cầu gửi đơn khiếu nại thì đi gửi về đó. Ồ, còn đây là cái gì? Có cái cổng đi vào, bên trái của em là Hồn Việt Quán Món Ăn Hà Nội. Xong, cũng ra đi rồi. Nhìn cái kiểu này là tối đâu có mở đâu. Quán xá nè, nhìn lẩm thẩm quá trời luôn.
đóng cửa luôn, hồn Việt quán ha. À, món ăn Hà Nội thưa cô bác anh chị. À. Và ở đây là phòng khám quốc tế, nha khoa răng hàm mặt, phụ sứ điều trị tổng quát, đẹp quá đây. Các anh chị thấy cái villa này không? Bây giờ thành cái khám răng quốc tế nha, phòng răng quốc tế nha. Đó, người ta sơn phết lại thôi chứ còn kiến trúc giữ y nguyên, rất là đẹp. Rồi ở đây là tổng lãnh sự quán của Ấn Độ. Các anh chị đợi em chút xíu nè. Tổng lãnh sự quán của Ấn Độ và bên tay trái là một cái villa bỏ hoang nằm trên con đường Thiền Vương. Đây. Villa hoang phế luôn các anh chị. À. Trời ơi. Villa hoang phế. Rất là nhiều villa ha, bên phải của em nè. Đây là ngã tư con đường Hiền Vương và Trương Minh Giảng đây cô bác anh chị. Đó, bên phải là về cầu Trương Minh Giảng nha. Bên phải là về cầu Trương Minh Giảng, bên trái là đi về hướng của đường Võ Văn Tần, tức là Trần Quý Cáp. Tiếp tục ở đây là mấy cái villa nữa mà em thấy sao mà sơ sát quá trời luôn nè. Một rừng villa luôn mà nhìn nó rất là xe tua bao bạc tùm lum lại. Đó, các bạn chị thấy không? Một rừng luôn. Nhiều lắm. Ở dưới là cũng đóng cửa hết rồi. Cà phê phố, cà phê, cà pháo. Đó. Hy vọng là cô bác anh chị biết vị trí này ngày xưa là cái gì. Mà chắc là những cái nhà nghỉ dưỡng đồ khu này thì của tướng tá thời trước năm 75 là chính. Cô bác anh chị, em cũng nghe cô bác anh chị chia sẻ lại như vậy. Đó, đóng cửa hết rồi ha, không còn buôn bán kinh doanh cà phê, cà pháo, cà chua gì nữa hết trơn á. Rất là nhiều quán xá trên cái con đường này nè, nè. Lui vào dị vãng thôi. Toàn villa không. Bên trong này có cái bồn giấy đẹp không? Đó. Cái nhà cụ bên trong kia thấy cái cửa sổ banh chành luôn. Ở đây em đang đi ngang con đường Trương Định thưa các bác anh chị. Trương Định đoạn này là Đoàn Thị Điểm nha. Bên quận nhất công viên Tao Đàn trở về á, thì là Trương Công Định, còn ở đây là Đoàn Thị Điểm. Ở đây cũng có một cái villa. Đó, cũng để trống luôn ha. Không có ở, không có làm gì hết.
rào chắn lại 201 võ thị sáu. Cô bác anh chị biết cái chỗ này không? Ở bên trong bỏ trống đó, cô bác anh chị thấy cái biệt thự hoang phế chưa, không có ai ở hết. Rồi từ đây thì em mời cô bác anh chị cùng đi tiếp xuống công trường dân chủ nha. Đây là 201 võ thị sáu ngày hôm nay. Trời đang rất là nắng thưa cô bác anh chị. Ở đây người ta đang chặt cây. Phía trước này là con đường vào huyện Thanh Quan. Bên này có một cái khu cũ giống như là chung cư. Bây giờ đó là cái phòng cảnh sát bảo vệ đại đội 1. Ngay góc ngã tư con đường Mạo Hiệp Thanh Quan và đường Võ Thị Sáu Hiền Vương. Bên tay trái nha, chúng ta quẹo về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tử đó. Bên phải là một chiều. Xuống đây thì chúng ta sẽ tới con đường Nguyễn Thông. Trên con đường Võ Thị Sáu này toàn là những cái cơ quan ở đây, trung tâm bảo trợ dạy nghề thành phố bên tay trái của em nè. Trung tâm bảo trợ dạy nghề thành phố và tạo việc làm. Đó. Tè tua tơi tả hết. Cái chỗ này là đào tạo uống tóc ha, uống tóc nam nữ trang điểm. Bây giờ cũng đóng cửa rồi. Đây là tu viện, tu hội các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn bên trái của em này. Như vậy là chủ yếu là bên trái là những cái căn biệt thự cũ ngày xưa, rồi các cái cơ quan trường Đại học Sài Gòn. Đó, trường Đại học Sài Gòn cũng là một cái trường cũ. Sát bên bệnh viện mắt, chắc là nghi là cũng là khu vực bệnh viện mắt ngày xưa. Đây là con đường Nguyễn Thông đó cô bác anh chị. Bên trái thì về hướng của bệnh viện mắt, rồi bệnh viện Gia Liễu. Đó, còn bên phải thì chạy về hướng ra Sài Gòn ha. Trưa nắng gắt lắm. Bây giờ là mấy giờ rồi để em coi ta. À, gần 11 giờ rồi. 11 giờ kém 10 rồi đó, kém 10 kém 15 gì rồi đó. Rồi cô bác anh chị đi về khu vực công trường dân chủ nha. Đây cũng là một cái biệt thự cũ ngày xưa ha. Nhà thiếu nhi ha. Bây giờ đó là nhà thiếu nhi quận đoàn 3, quân đoàn quận đoàn 3. Ở đây là một cái khu villa, cái nhà villa của anh chị thấy đẹp không? Nhưng mà phía trước này là cái chỗ kinh doanh gì ngày xưa, bây giờ người ta đóng cửa rồi nè. Đường xe đang trống, em chạy vào cho các anh chị coi nha. Đó, ta đóng cửa rồi, bây giờ đậu xe hơi, cấm vứt rác tại đây, ghê không? Cái khu này mà người ta dám vứt rác, đổ rác, ta quăng rác, bây giờ kêu là vứt rác. Các anh chị thấy không? Nhà phía trước kinh doanh buôn bán không được luôn, đóng cửa. Còn bên trên phía trong đó là một cái villa cũ. Cái nhà này cho thuê này, có cái nhà thời loài ngay chính giữa. Nhà cho thuê nguyên căn, cái căn nhỏ xíu này cô bác anh chị. Hay nha. Đem chạy vào cô bác anh chị coi nha.
cái nhà này có chút xíu mà xung quanh ở đây là cái villa không à. Đó. Nhà cho thuê. Rồi ôi cái nhà này mà cho thuê không biết giá nhiêu nha. Chạy chút xíu vào đây coi. Rồi. Trong này toàn là nhà xịn không. Đây là hẻm cụt. Cô bác chị thấy cái nhà kìa, cái nhà đó, đó. Đó là cái nhà riêng biệt người ta xây có chút xíu, miếng đất có chút xíu vậy nha. Nó dài thì cũng dài được chút xíu ha, dài chắc tầm khoảng chừng 7-8 thước á. Ngang chỉ có khoảng 2 thước thôi. Chắc khoảng chừng 14-15 mét vuông à. Cái căn nhà ngay cái góc này nhìn mắc cười của cô bác anh chị. Nhưng mà tiền thông nha, tiền thông quá. Đậu xe luôn, làm ăn kinh doanh bây giờ bết bát quá. Chờ đèn đỏ phía dưới cái viễn thông rồi em mới đi qua đường được. Ở đây là đoàn thanh niên cộng sản đó. Ở bên kia cái nhà ngói đó có anh chị thấy không, đó là một cái quán đặc sản Đà Nẵng hay sao á. Đây này, đặc sản Đà Nẵng đó. Cá nục nướng nữa. Đụng mà chạy luôn, chạy mẹ đi. Trời nắng quá chú cũng nổi điên. Đặc sản Đà Nẵng. Rồi ra đây ra Hiền Vương, La Sang Hiền Vương. Đây trường Hòa Xanh. Ngày nay nó là trường Lê Lợi các bác anh chị. Và đây là cái vị trí công trường Dân Chủ nha. Là cái nơi mà kẹt xe mà ngày nay người ta đang còn đề xuất làm cái cầu vượt ở đây như là với 300-400 tỷ gì đó. Đó. Ở đây kẹt xe dữ lắm của bác anh chị à. Mình thấy nè, nó cũng như ngã bảy Lý Thái Tổ rồi thôi, không biết sao kẹt dữ vậy, không biết kẹt hơn ngã bảy Lý Thái Tổ nha. Em vợ phải ở đây luôn, đứng ngay chỗ cái bóng mát bóng cây trên ngay chỗ vùng bên này, và bên phải em là trường La Sang Hiền Vương. La Sang Hiền Vương. Bây giờ là trường Lê Lợi. Đây là con đường Lý Chính Thắng nha, Yên Độ năm xưa. Sát bên Lý Chính Thắng là con đường Nguyễn Phúc Nguyên về ga Sài Gòn đó. Sát bên Nguyễn Phúc Nguyên chỗ tòa nhà cao cao của bác anh chị đang thấy, đó là con đường Cách Mạng Tháng 8, chính là Lê Văn Duyệt năm xưa. Hướng này chúng ta đi lên đường 3 tháng 2 tức là Trần Quốc Toản. Hướng này chúng ta có con đường Nguyễn Thượng Hiền đó, để xóm đường đầy về vườn chuối. Và con đường Lê Văn Duyệt hướng này là về ngã 6 khu đập 2. Một chút xíu ở đây để cô bác anh chị thấy cái khung cảnh của công trường Dân Chủ vào giờ trưa 11 giờ. Và chắc là em cũng sẽ tạm dừng cái clip ở đây. Quá trời nắng luôn cô bác anh chị, và xe thì đông nữa. Wow. Về nhà chụp vô cái lạnh nằm ngủ thôi. Trời này buối quá. Rồi em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an, sức khỏe và thật là thuận lợi may mắn trong công việc nha. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.